Có gàm rồi mà em găm cước. Thích là ai Hả? mẹ mẹ nghe nói chuyện kìa. Chuyện dữ lắm, dữ lắm, tai nghe lắm. Hồi nãy chặt ba cái xô bụp bụp giống giống đủ tai nè, đứng lên đứng lên nè. Ôi ơi mẹ nói cái gì người cha hoài vậy mẹ. Người ta hiền khô, người ta nằm đây chơi chứ bà ngoại làm đồ ăn mà. Phải không? Người ta nằm chơi mà. Chục vàng ơi, chục vàng à. À. Không không. Ê ơi, ngoại làm gì vậy ngoại? Gạo nè. Gạo ơi. Sao không cự? Gạo gạo của mẹ ơi. Trời ơi, cái tiêu này bà ngoại á, cháu trải qua 25 năm về trước rồi mà. Quay rập rại đây nè, quay Nè Đảo à, gạo ơi. Ở ngoài bá chặt phục phục bá rống đủ trai nè, tím nè, tím nè, tím. Ồ ồ. Ồ cái kỳ của ngoại. Ồ ồ con đòi ngoại hoài luôn á, ồ đi hả. Ôi chưa để chưa đảo, đừng ngâm đảo. Đừng đừng ngâm đảo. Ồ ồ ồ. Tròn tròn nói chuyện với ngoại tròn nó đảo à. Con thương ngoại trong đấm nó đi đảo à. Con nói cho đi đảo nè, đi đó mà ngoại trường đen đấm. Ngoại trường tròn đứa đấm đó mà đại trường tròn đứa học tròn kim trường vậy đó. Bởi đi trung thương bà ngoại đứa rắm á thì Thảo à. Ồ con nói chuyện cái gì Thảo hoài luôn. Nói chuyện với bà ngoại cừ cừ cái ngoại đi đó hả? Đi ra tròn rồi sao? Đi đó hả? Ồ nói chuyện với ngoại mà tròn ồ ồ ồ đã luôn đó ngoại à. Ồ trong thương ngoại mà. Trong ngoại rắm. Ngoại trường tròn mà trong thương ngoại. Ồ chào. Nghĩ hả? Ấy chưa đã chưa đảo đó thấy không? Nó chấp cơ hồi ôi chốc nước cơ cưng há rồi. Ôi chốc đi ra không còn. Đề nội á, chốc gà nghe. Nè. Nghe con nghe đơn đề nhà đề ngoài đề nội nghe, chốc gà nè. Chốc gà đô nè. Cái bắt đầu hốt gạo đổ của cha Trang nghe, cho gà ăn nghe. Nghe con cho nó mau lớn nè. Cái gã cứng ra cho con ăn nè. Cái bà nội nuôi bự á, ăn khọt nè, hết trơn nè. Có chuyện hết sức cái ông, cái có chuyện với bà ngoại, ông nghĩ bà ngoại ông trưng cho được. Ồ, đi đó mà ông trưng cho được, ngọn qua bà ngoại chốc cái trừ. Gạo à. Chuyện đó không, cái chuyện vui vẻ, cự hôm qua kìa, chốc cái cự, ba trái vậy luôn, cái này hôm qua đó. Bà ngoại cho con tóc cái trong trừ, chốc cái trong trừ, chốc cái trong trừ, điền tạm bạnh luôn á đi cháu. Ồ, đi ra trơn, ồ, đi hả? Ồ, 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 đi ra trơn. Hả? Chào, cái chuyện nó đấm mà. Dụm cái mỏ nặng quắc luôn kìa. Trừng quá, trừng đi cháu ơi, trừng đủ đấm luôn á đi cháu à. Trừng đủ đấm luôn á. Ồ, ý hả con? Ra bây giờ ngồi đây nói chuyện hoài khỏi xào đồ ăn phải không? Nghỉ ăn luôn phải không? Trời ơi, chơi với gà. Ơi, chơi với gạo mà. Ê, chị. Chị đói nữa. Ê, con. Trời ơi, rớt ra rồi. Cái gì vậy? Trời nhớ này nó làm cho bị khủng. Ủa? Ủa, em bé gạo luôn rồi. Sao vậy?
Em sao nói cái gì? Em nói chuyện phải không? Mấy năm trước là đông nghẹt luôn. Nợ ở đó nghe giữ xe không trời ơi ngon. Ô tô 100 ngàn mà xe xe máy. Ủa? Cái gì? Anh không. Ôi dồi. Con khoan lấy cái coi. Con. Lấy cái này ra nè. Ừ, con ngủ mất hay gì con? Con ngủ dở con coi. Đó, ôi cái miếng bông. Con nhúa 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 con phải không? Ôi chân chân em nha. Thôi. Cái miếng bông. Ôi trời ơi. À, hết trơn. Ê, hết hết. Ê có gọi dầu hào. Có cái dầu hào mà mẹ bán sao nè. Ăn chay được. Có dầu hào chay. Chết mẹ chết mẹ rồi. Trời ơi. Ê vô bể hết vô mẹ ơi. Ơ chưa luôn rồi hồi hồi rồi sắp quả hay gì rồi nó sắp quả rồi hả ai ơi chim mi.